không có hiểu hoặc là thắc mắc gì thì mình sẽ giảng lại cho anh nha. Cái bài này á thì nó có tê tông cơ ánh điều xịu rốc tông đi thứ, trong đây có xuất hiện rê bảy nè, ai thấy rê bảy chưa, biết rê bảy chưa, và sơn thứ. Cái rê bảy này là trong rê thứ nó có rê bảy, chính là hợp âm, là hợp âm bắt cầu, bắt cầu qua sơn thứ. Ví dụ cái trong này nó có mà khúc đêm đêm nay ngồi xa mệt mỏi, nếu anh không đánh rê bảy á cũng được, anh đánh rê thứ qua sơn thứ thôi. Đêm nay ngồi xa mệt mỏi, hiểu chỗ này không? Có nghĩa là rê bảy là tính chất bắt cầu, là hợp âm trung gian để nó bắt qua thằng sơn thứ cho nó có màu sắc, âm màu đó, cái này gọi âm màu à. Cho nên là mình bỏ thay, ví dụ anh đánh la thứ đi, anh chơi hoặc sao anh chơi la thứ đi, thì cái la bảy chính là hợp âm bắt cầu sẽ xuống qua rê thứ. Mình đánh rê thứ thì chính là rê bảy là hợp âm trung gian bắt cầu qua sơn thứ, tăng thêm cái phần phía sau ha, tăng thêm cái phần cái lời ca cho nó hay. Rồi rê bảy hợp âm trung gian. Còn nếu mình chưa chuyển được, mình chưa chuyển được hợp âm này, rê bảy này, thì mình sẽ bỏ rê thứ luôn. Đêm nay ngồi xa, này quẩn rê thứ nãy chưa, quẩn rê thứ nãy chưa. Đêm nay ngồi xa mịt mờ à. Còn nếu anh bỏ rê bảy qua thì càng tốt. Đêm nay ngồi xa mịt mờ, đêm nay đó, mình sẽ tập bỏ rê bảy qua. Còn nếu mà mình chuyển không được thì mình sẽ bỏ rê thứ thôi. Đó, trong bài đây nó có những chỗ đó đó, anh lưu ý nha. Là cái đoạn đầu, cái đoạn đầu anh vô nè, đoạn đầu vô là mình đánh xì đô đốc, xì đô đại á, mình móc đại thôi. Nếu có lần em gò cửa ghé đấy, móc xì đô đốc. Gác quán điều kiêu khung cảnh âm, em ơi người đây, nãy mình mới giảng cho anh đó là đê bảy nè. À, nếu anh không bỏ đê bảy thì em bỏ đê thứ để nguyên đê thứ luôn. Âm thầm em ơi người xưa đã ra đi, đã bắt cầu từ đê bảy qua sơn thứ. À, em ơi người là đê bảy, em ơi người xưa đã ra đi. Còn nếu không bỏ ra thứ thôi, em ơi người xưa đã ra đi, nhưng mà nó không hay à, nó không tăng thêm cái phần màu sắc màu cho cái hộp âm phía sau cho sơn thứ này. Tiếp theo, không gặp em cũng không đi, em ơi người xưa đã ra đi, không gặp em cũng không ly, không cho sầu thương đổ bờ mi. Hết một đoạn rồi, có gì thắc mắc chỗ này không, có gì hỏi chỗ này không, mời mình qua nha, qua đoạn sau nha. Đoạn sau nó cũng vậy thôi. Tiếc nhớ làm chi sẽ khổ lắm em, thì cái đoạn này mình không đánh gãi nữa, mình sẽ đánh cách thứ hai của nó nè, chát bùm bùm. Điệu silo nó có hai nhiều cách đánh lắm ha. Cách thứ nhất là thông thường là mình gãi, móc gãi nè, bằng tay, nó đánh bằng tay, móc bát 3 2 1 2 3 bát. Còn đoạn thứ hai mình không đánh gì nữa, nó sẽ nhàm chán, nó sẽ đơn giản, nó sẽ bị lặp lại. Tiếng nhớ làm chi sẽ khổ lắm chát bùm bùm. Đêm lá mùa thu buông đổ âm thầm, khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã nhiều đơn chuyện chúng mình. Đó, nếu đánh là dùng cái tay đánh hợp âm thì mình dùng hợp âm chậm chát. Còn nếu đánh như thế này chát bùm bùm từng bát ra, liếc nhớ làm chi sẽ khổ lắm em, đêm lá mùa thu buông đổ bên.
mình. Có đoạn này tới đoạn đây có hiểu gì không? Có gì thắc mắc gì không? À, như vậy là chúng ta có hai cách. Một là mình móc dây, à, móc xì lô đây là đơn giản bình thường ai cũng biết, ai cũng biết hết rồi. À, à. Cách thứ hai này là khó, à, các bạn khó làm được lắm nha. Làm gì sẽ khổ lắm em, tuyên lá mùa thu nhưng tình yêu thì sơn hà nhiều nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã phong trần khi chỉ nhiều đất. Hai đoạn này cảm được không? Đánh được không? Ok rồi, mình qua đoạn điệp khúc. Điệp khúc nó cũng chia ra hai cách lắm. Một là mình dùng quạt điều 6 tiếng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng mà cái số 1 và cái số 4 là phách mạnh. Mình sẽ làm cho mạnh cái hai phách đó lên, hai tiếng đó lên. À, 1, 4, 1, 4. À, 2, 3 thì là nhẹ bớt thôi. Lại 2, 3, 5, 6 là mình đánh tiếng gió, à, mình chỉ nhẹ quẹt qua thôi. Quan trọng là cái tiếng phát mạnh thứ tư nè. Đêm nay ngồi xa mịt mờ, nằm đây ôm chiếc ba lô. À, giỏi chưa, giỏi chỗ này chưa? Đánh muốn đánh hay mình đánh phân phát mạnh nhẹ ra. Điện cái tay làm sao cho ra tiếng mạnh nhẹ. Điều chỉnh cái tay phải nè. Nhưng cần tay trái phải nhấc tay vô ngắt tới chỗ cái chất từ đó ha. Đó là tiếng chất. Tiếng chất này chính là tiếng trống của snare. Snare trên cây cái trống da ha. Ha, đó. Chất. Kết hợp với tay trái nữa nha, không phải tay phải thôi. Đêm nay ngồi xa mình mờ, nằm đây ôm chiếc ba lô. Rõ cách này chưa? À, đó là những kỹ thuật mình chỉ cho anh để anh tập. À, còn cứ đánh điều này nó đơn giản, đánh điều ai đánh là không được. Ai làm cũng được hết, nhưng mà nó đâu không được hay. À, nó nghe đều ha. Gì đó. Thấy chưa? Đều hết, cái nào không ra, cái nào như cái này hết. Còn mình đánh thế này là nó sẽ ra được cái tiếng mạnh, tiếng nhẹ, kỹ thuật của nó. Đó, mà nhắc vô, ngắt tiếng cái cách thứ tư đó, cho nó câm đi. Phải mạnh là ha. Nhường cho mình đánh điệp khúc cái thứ hai, à, mình chia ra hai đoạn, mình làm cho nó tăng thêm cái hấp dẫn lên. Điệp khúc thứ hai là mình sẽ nhồi lên ha. Cũng nhấn mạnh cái cách cuối cùng, thấy chưa? Mình đánh mạnh cái cách cuối cùng chứ phải đánh quét lên đều hết năm cái chát là đều, không phải vậy. Đêm nay ngồi xa mịt mờ, nằm đây ôm chiếc ba lô, thấy đời mang cả ý thơ. Niềm vui là kiếp sống tung bần, là chiến đấu cho mình, và mong mỗi tình đẹp xinh
Đó, cách thứ hai đó à. Là chiến đấu cho mình và mong mỗi tình đẹp xinh. À, mình sao mình đánh giỏi rồi, mình sẽ cảm được cái gì rồi mình khoan ra. Mình không đánh, mình chỉ cần cái đấy thôi. Đêm, đêm, niềm, niềm vui là kiếp sống tung hoành. Là chiến đấu cho mình và mong mỗi tình đẹp. Mình làm sao vô được cái nhịp thôi, nhưng mà phải ra cái chất của xì rốc à, chứ không phải quẹt từng bài từng bài hay ra cái điều khác là thu luôn, hiểu chưa? Mình làm sao mình phang ra làm sao là cái chất của xì rốc có trong đó. Đêm nay ngồi xa mình mơ, nằm tay ôm chiếc ba lô, thấy đời mang cả tiếng thơ. Đói. À, mình phăng rồi đó, mình không có đánh như nãy nữa, mình phăng rồi. Làm sao đủ của nó nhịp và mình phăng chỗ nào cho nó hay. Đó là những kỹ thuật mà tôi chỉ anh phăng đó. À, khi tập được hai cái cách đó rồi thì sao mình phăng ra, mình trộn lại. Mình không có đánh đều đặn, ví dụ niềm vui là kiếp sống tung hoành. À, đó, phăng rồi, phăng rồi đó. Mình không có đánh hết của nó. Niềm vui nghĩ nè, niềm vui là kiếp sống tung bằng, là chiến đấu cho mình. Đây gọi là rốc của nó đó, rốc à. Và đây gọi là rốc nhẹ chứ không phải rốc mạnh à. Rốc đó ha. Và mong mỗi tình đẹp muốn đánh bát thì đó hả. Niềm vui là kiếp sống tung quanh. À, muốn đánh chép góc dưới chép lên bay ở dưới lên. Và mong mối tình đẹp xinh. Đó là cách phăng. Sao mình chơi giỏi rồi mình sẽ phăng làm sao cho nó ra cái chất hay, nó cuốn hút người hát, lôi cuốn được cái buổi chơi giao lưu với nhau, các bạn bè với nhau, hiểu chưa? Anh phải nắm được hai cách đó đi, anh đọc hai cách đó đi. Thứ nhất là cái hợp âm đơ thứ đó, mình góp ý là âm đơ thứ là anh đánh số 4 cho xuống này, anh đánh dầm dầm vô đây là nó bị vang nhiều á. Đơ thứ này là phải đánh làm sao cảm nhận cái tay phải xuống từ dây số 4 cho xuống này. Đây nó không phải đánh ở đây nó ồn, thấy anh không đúng đơ thứ này, bắt là bass rơi nè. Số 4 thì xuống thôi. Đêm nay ngồi xa mình mơ, nằm đây ôm chiếc ba lô, thấy đời mang cả ý thơ. Niềm vui là kiếp sống tung hoành, là chiến đấu cho mình và mong mỗi rồi. Đó là phần trong phần này nó có những cái chỗ lưu ý đó, và có tiếp theo nữa là những cái chỗ đây là những câu lót, những câu những phần dạo đầu anh sẽ nghe mình tiếp tục để nói thêm cái chỗ dạo đầu. Những câu lót này anh muốn tập thì anh phải cố gắng tập solo, tập luyện ngón. Ví dụ anh muốn dạo đầu cho nó hay á thì anh phải tập những nốt những nốt ở ban đầu hoặc là phía trong. Ví dụ thank you.
mình lấy cái trong một trong những đoạn trong bài này mình đánh ra để làm intro, mình dạo đầu. Còn nếu mà không đánh được solo được thì bắt buộc mình phải đánh hợp âm thôi. Nếu có lần em gõ cửa ghế đó, à, anh muốn dạo cách nào thì anh dạo mình dùng hộp âm hoặc là dạo dùng cái nốt thì mình, nhưng mà đánh nốt thì đánh solo thì bắt buộc anh phải tập solo bằng luyện ngón, cái nốt này anh phải đánh được. Đêm nay không thuộc nốt, không luyện ngón được thì bằng sao, không cách nào hết, không có cách nào hết á, chỉ là dùng hộp âm đánh thôi. Qua son thứ ha, son thứ về đôi trưởng, qua pha trưởng, rồi qua la bảy và về thứ luôn đánh, đánh một câu lót bass để được, bắt đầu chuẩn bị người ta hát vào. Anh có gì hỏi không? Dạo cách nào, dạo hợp âm là dạo nốt. Dạo nốt rồi. Dạo nốt không? Dạo nốt anh phải cố gắng về tập nốt nha. Đồ đơi đơi. Đêm nay á lấy được khúc đồ đơi đơi đêm. Đồ đơi đơi là đơi thứ. À. Son la đô đây, đôi thứ nè, đô đây đây son la pha trưởng, được chưa? Cái nào không ghi không kịp thì nói lại, mình ghi đọc lại. Đô đây đôi thứ, đô đây đây son la pha trưởng, được chưa? Được chưa đã, được chưa? À, rồi son son. Son son là son thứ. Son son pha son pha rời rời. Son son là son thứ. Pha son pha rời rời. Rời thứ. Rời la pha son là son thứ. Rời la pha son là son thứ. Xong câu này chưa? Tiếp tục nè. Si là si giảm nha. Si son si đới si la bảy. Si son si đới si la và la bảy. Được chưa? La son mi đô trưởng đã xuống. Son là pha mi rời, son là pha mi rời. Đưa thứ xong bắt đầu đánh cái câu bass này. Mi pha son, son pha mi rời, đợi ta vô đó. Mi pha son thứ, son pha mi rời. Rồi bắt đầu chút lát là mới vô hát. Nếu có lần em hả? Hiểu chưa? Có ghi kịp không? Ghi kịp ha, ghi kịp rồi. Đó là cái này hơi khó, anh phải tập nốt, tập nốt phía trong và phía bên mà ban đầu anh mới nói lại. À. Đêm nay đời thứ nè, đồ đời đời son la pha trưởng, pha son thứ, pha son xoa pha được đi đời thứ. Vẫn lắm câu này, đời là đời la pha son thứ. Si giảm, si son si đới si la bảy, la son mi son đồ đi qua đời. Rồi đó
đón nó câu mi mi hoa son son hoa mi đầy được chưa? Đó, còn nếu mình không đánh nó được, mình chưa thuộc nó được, là chưa có đánh đỏ được nó, chưa tập được cái này á, thì mình sẽ dùng học âm mình để điểm thôi, có thì mình chữa cháy thôi. À, chơi thứ này qua son thứ, qua đôi trưởng, qua pha trưởng la bảy, về đôi thứ. Đó, đánh câu bát đó rồi hát thôi. Đó, nếu mình tập nốt chưa được thì mình làm cách đó. À, được chưa? Có gì thắc mắc nữa không? À, vậy là mình kết thúc tại đây được không? Rồi nhớ về tập nha, về tập muốn intro về tập nốt. Okay, còn hai điệu siêu róc là bữa nay tôi thấy anh đánh được rồi đó, nhưng mà điều cái là hợp âm đồ rơi bảy nè, hợp âm rơi bảy là hợp âm khó đó, phải cố gắng tập thêm. À, đánh cho nó ngọt là ngọt thêm, đánh cho nó hay thêm nữa. À, rồi mình mới tăng được cái level mình lên được. Ok. Ok chưa? Dạ. Ok, vậy mình nghỉ nha. Rồi. Dạ, bye. Rồi, chào anh.